Đầu bà sáng đi. Kỷ niệm mà em cũng nổi da gà với bạn này nè. Sao? Đó là bạn này bạn ấy đi diễn chung ở Long Khánh về. Chị biết cái đường Long Khánh về thời điểm đó họ cứ đi chung với một chị ca sĩ nữa. Suốt cái quãng đường mà chạy từ Long Khánh về đây là chắc khoảng 2 tiếng đi xe máy. Trời ơi em lo mà em ngủ không được luôn á. Lúc là 12 giờ mấy 1 giờ diễn xong. Về tới nhà hát Hòa Bình 3 giờ sáng rồi. Cái em nhìn em thấy thương quá. Thì lúc đó là hôn cái. Vậy đó hả? Ở đó là nhắc Hòa Bình nhớ hoài cái cảnh đó luôn. Và sau khi mà quen em là em không bao giờ em cho đi cái kiểu đó nữa. Tại vì á, mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng, mình là ca sĩ trẻ nó mình hát, rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó dê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mưng mởn à. Mấy công vụ em sợ lắm, giống như không ai đụng được vô em đâu nha, nhưng mà thấy ông này hiền á, cái mình cảm giác là mình tin tưởng được, là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó. Thì em mới thương anh này như mới thấy có niềm tin. Dạ đúng rồi, em không ăn không thôi chứ. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Em nhớ là ăn cái chứ sao mà ai ăn ai ai ngỏ lời ăn trước. Ừ, đó. Em phải nói rõ văn phong mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn á. rất là thiệt thà đúng không? Có sao nói vậy người ơi. Đó, không, nên là một công đôi việc, tại vì tụi em đi diễn nhiều. Đi diễn tụi ở khách sạn không à anh? Bây giờ lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải cháy thôi. Không lẽ giờ người con trai, người con gái vô khách sạn hai đứa nhìn nhau. Hai đứa là quen nhau mấy năm rồi cưng? Tới thời điểm này thì tụi em quen nhau là 9 năm rồi. 9 năm. Là dạ. cưới bao lâu rồi? Tụi em vừa mới cưới ngày 1 tháng 3 năm vừa rồi. Thì tụi em là đến với nhau từ hai bàn tay trắng luôn. Xong rồi sau đó gặp nhau rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ. Mà em cũng may mắn ở một chỗ là tổ thương và khán giả cũng rất là thương em. Thì sau khi em ra được cái bài thứ hai là Yêu Là Phải Thương, thì bài đó là cái bài mà đình đám nhất của em. Thì lúc đó là coi như là chứ cuộc đời lên hướng. Lên hướng là, dạ. Hướng là chồng sáng tác. Dạ em chồng luôn. Em viết luôn. Hòa âm phối khí luôn. Dạ. Thực hiện luôn. Quay dạ, video clip luôn. Dạ. Móc ống hết anh. Mới đầu là tụi em bán hàng, nói thẳng là kinh doanh online thêm. Lúc đó trời ơi khổ lắm. Em nhớ lần đầu tiên nha, xong rồi kinh doanh là em bị bơm hàng. Trời ơi, ổng vừa chở em đi hát còn vừa chở em đi ship hàng nữa. Em mới về bị bơm hàng, em nói với anh Phong, em nói với chồng em, chết rồi chồng ơi, mất hết tất cả rồi, trắng tay rồi. Cái phá sản rồi. Cái gì mà dữ vậy? Ủa mà có mấy trăm ngàn. Trời ơi, người ta đặt có 300 ngàn rồi, nhưng mà anh biết. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Nếu như chúng ta muốn xem các chương trình Vợ Chồng Son và những chương trình về tình yêu và gia đình, chúng ta hãy đón xem trên ứng dụng NetLove. Xin chào hai em. Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Võ Kiều Vân xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à. Quá. Hiện tại em dưới 30 chút xíu. Và hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là dạ, gì? Em là ca sĩ. Mà em? Dạ em là Khởi Phong. Hiện tại thì em đang là manager của Vạn Vân. Và em là nhạc sĩ chuyên sản xuất những cái MV ca nhạc của Vân. Và tất cả những cái dòng nhạc Vân hát là từ ballad, bolero, dân ca thì em đều viết cho Vân. Coi như là chồng đàn vợ hát. Có nghĩa là lọt sàn xuống nia. Nước chảy chỗ trũng, không có mất đi đồng nào. Dạ đúng rồi đó. Vô hết, không có thoát một miếng nào. Cái này là không phải là mình tham đâu, mà tại vì ngày xưa tụi em nói chung không có điều kiện nhiều. Nên là cái gì mình cũng phải tự học, mình tự làm. Hai bạn hãy kể cho anh nghe câu chuyện của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè. Và lần đầu tiên em gặp chàng trai này em ấn tượng. Dạ em gặp anh Phong là lúc tụi em đi hát chương trình từ thiện. Chồng em mới đầu em gặp hiền lắm. Trời em nói sao giờ này còn xuất hiện một người đàn ông trên thế giới này mà sao hiền dữ vậy trời. Giờ nhìn thấy cũng hiền mà. Dạ không đâu, cũng quỷ ma hơn nhiều lắm. Trời ơi, giờ là quỷ ma rồi. Dạ hiền mà nó nói em thấy sao người ta ăn hiếp nhiều quá. Xong giống như là tự nhiên em thương người này, em muốn bảo vệ người này vậy đó. Trời ơi, em giống như là người đàn ông vậy đó. Ôi men lắm anh, lúc đó là giống như là hả, ngày xưa mình hay gọi là tomboy á. Ôi men lắm, tính cách mà giống như là không chơi phụ nữ, không chơi con gái đâu. Chơi mấy đàn ông không à. Do đó trong cái chuyến đi từ thiện hôm đó thì tụi em có duyên ngồi chung xe, tại cái anh làm từ thiện thì bữa đó là em nhớ là ở Bến Tre. Cái làm cái duyên sao á là bạn này ngồi kế em luôn. Sau cái buổi đó thì về thì hai đứa mới tìm hiểu, hai đứa nói chuyện, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên á là
cái tính tốt rồi đó. Đó. Nói chung là dạ, tốt tính mới đi từ thiện đó. Trời, dạ, hai đứa em thử ông này đi từ thiện xong ghé được cái chỗ đó là mình được mua mấy cái đồ mà đặc sản đó anh, để đem về. Trời, hôm nay vợ mới nhớ nè, ông dẫn vô ông hỏi em ăn kem hôn, em nói dạ ăn. Rồi xong cái em tưởng đâu là hả đàn ông ghê lắng bao mình, em mua quá trời đồ luôn, em thử cái ông này sao có mê gái không nha. Ai ngồi đâu hồi em ra em trả tiền quá trời trả luôn, ông trả đúng một cây kem mời em thôi, rất là rõ ràng luôn. Tại vì sao như ông nói ông mời em mà dạ không có mê gái, em nói ờ ông này được nè, không có mê gái tôi ok, không có bị bệnh mê gái. Dạ đúng rồi đó. Dạ gái này á là tính ăn cây kem xong rồi tính thử á là xử nguyên một mớ đồ anh có trả hay không. Dạ đúng rồi đó, không trả là ok. Tại sao em không ga lăng mà em chỉ trả có một cái kem thôi? Mua xong rồi cái em ra em tính tiền thì cái đó thì em tính tiền trước, còn bạn này bạn đi lựa bạn mua đồ sau đó thì em đâu không có để ý. Thì bạn mua đồ sau, bạn mua quá trời, bạn ra thì lúc đấy thì xe chạy rồi thì em mới thấy xe chạy thì thôi em lên xe em ngồi. Thì bạn cái sau bạn tưởng em chờ bạn tính tiền cho bạn, cái bạn đứng bạn nhìn em hoài. Lúc đó là em cũng chưa biết là bạn thử lòng mình đâu đúng không? Tất cả mọi người là ai mà thử lòng em là em không biết gì nữa. Ráng chịu đó. Coi như bao lâu thì bên nào mới tỏ tình cho đằng kia? Tụi em quen nhau chính thức là trong từ cái hôm từ thiện đó về chắc khoảng 6 tháng. Mà em công nhận nha, đúng là hình như nói mà khi mà mình gặp người đó nói khi nào mình thích người đó mình không biết, nhưng mà tự nhiên em cảm giác như là khi mà ông này ổng đi quay MV á thì á không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi, tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu luôn. Cái rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Không bao giờ mà chính thức nói là mình yêu nha nha em hay gì đó, không có. Hiền lắm. Nhưng mà sao tụi em lại nhớ được là sau 6 tháng là tụi em chính thức yêu nhau? Nó có phải một cái mốc nào đó. Dạ, có một cái sự kiện là lúc đấy Vân đang đi hát nhóm. Nhóm Vân là nhóm Olala. Dạ. Dạ ngày xưa em gặp anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em nhỏ anh không nhớ. Trong đồng 1-6 là diễn nhiều lắm. Thì cái thời điểm mà em gặp Vân thì cái show nó ít rồi. Đó, cuộc sống khó khăn hơn. Sau đó thì các bạn mới là rã nhóm. Thì em mới kêu là thôi bây giờ bà về đây cho tôi làm cho. Đó là em mới bắt đầu em làm sản phẩm đầu tiên cho Vân. Sau 6 tháng thôi mà mình đã tìm được nhau đó phải không? Dạ, nhưng mà rồi. Có thể hiện không? Lần đầu tiên là ở rạp hát Hòa Bình lúc 3 giờ sáng. Đi đầu bà sáng luôn gì? Kỷ niệm mà em cũng nổi da gà với bạn này nè. Sao? Đó là bạn này bạn ấy đi diễn chung ở Long Khánh về. Chị biết cái đường Long Khánh về thời điểm đó họ cứ đi chung với một chị ca sĩ nữa. Suốt cái quãng đường mà chạy từ Long Khánh về đây là chắc khoảng 2 tiếng đi xe máy. Trời ơi em lo em ngủ không được luôn á. Lúc là 12 giờ mấy 1 giờ diễn xong. Về tới nhà hát Hòa Bình 3 giờ sáng rồi. Cái em nhìn em thấy thương quá. Thì lúc đó là hôn cái. Vậy đó hả? Ở đó là nhắc họ mình nhớ hoài cái cảnh đó luôn. Và sau khi mà quen em là em không bao giờ em cho đi cái kiểu đó nữa. Tại vì á, mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng, mình là ca sĩ trẻ nó mình hát, rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó dê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mưng mởn mấy công vụ em sợ lắm, giống như không ai đụng được vô em đâu nha, nhưng mà thấy ông này hiền á, cái mình cảm giác là mình tin tưởng được, là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó. Thì em mới thương anh này nhưng mới thấy có niềm tin. Dạ đúng rồi, em không ăn không thôi. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Em nhớ là ăn cái chứ sao mà ai ăn ai, ai ngỏ lời ăn trước. Em phải nói rõ văn phong mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn á. rất là thiệt thà đúng không? Có sao nói vậy người ơi. Đó không, nên là một công đôi việc, tại vì tụi em đi diễn nhiều. Đi diễn tụi ở khách sạn không à anh? Bây giờ lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải cháy thôi. Không lẽ giờ người con trai người con gái vô khách sạn hai đứa nhìn nhau. Hai đứa là quen nhau mấy năm rồi cưng? Tới thời điểm này thì tụi em quen nhau là 9 năm rồi. 9 năm. Là cưới bao lâu rồi? Tụi em vừa mới cưới ngày 1 tháng 3 năm vừa rồi. Thì tụi em là đến với nhau từ hai bàn tay trắng luôn. Xong rồi sau đó gặp nhau rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ. Mà em cũng may mắn ở một chỗ là tổ thương và khán giả cũng rất là thương em. Thì sau khi em ra được cái bài thứ hai là Yêu Là Phải Thương, thì bài đó là cái bài mà đình đám nhất của em. Thì lúc đó là coi như là chứ cuộc đời lên hướng. Lên hướng. Yêu Là Phải Thương là chồng sáng tác. Dạ em chồng luôn. Em viết luôn. Hòa âm phối khí luôn. Thực hiện luôn. Quay video clip luôn. Móc ống hết anh. Mới đầu là tụi em bán hàng
nói thẳng là kinh doanh online thêm à. Lúc đó trời ơi khổ lắm. Em nhớ lần đầu tiên nha, xong rồi kinh doanh là em bị bơm hàng. Trời ơi, ổng vừa chở em đi hát còn vừa chở em đi ship hàng nữa. Em mới về bị bơm hàng, em nói với anh Phong, em nói với chồng em, chết rồi chồng ơi, mất hết tất cả rồi, trắng tay rồi, phá sản rồi. Cái gì mà dữ vậy? Ủa mà có mấy trăm ngàn. Trời ơi, người ta đặt có 300 ngàn rồi. Nhưng mà anh biết sao không? Giống như dạ tức, nhưng mà giống như mình không có vốn nhiều. Người này đặt cái này thì mới đi ra lấy à. Chứ không có kiểu bây giờ mà lấy hàng sẵn nữa à. Trời khổ quá, đi hát về có được tiền à. Ví dụ như 400-500 vậy đó. Xong rồi cái em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng này, nó bơm hàng em. Trời ơi, em về em úp mặt xuống giường em khóc, em nói em này, chồng ơi trời ơi mất hết tất cả rồi, phá sản rồi trời ơi. Có hàng chỉ giá có 300 ngàn đó. Dạ, phá bơm hàng mà em. Mà thật ra coi như cái vốn của bà là 310 ngàn đó. Dạ đó. Bây giờ là bơm khóc có 10 ngàn thôi đó. Cái xong chồng em nói, thôi thôi bà ơi, của đi thay người, còn người là còn của. Chính vì vậy mà sau đó mới có một bài hit á. Dạ à. Ai mà động tới kim ngân của bạn này là không thể nào mà động được hết á. Wow. Là giống như cái két sắt giữ tiền của em nè. Rồi bây giờ thì sao? Kinh khủng lắm. Bây giờ thì còn hơn vậy nữa. Rồi sẵn đây bây giờ mình tới luôn đi. Khui đi, khui bây giờ đi. Mình khui luôn đi. Tật xấu đó. Đi. Dạ. Tật xấu của ấy là gì nè? Tật xấu thì bạn này bạn có cái tính là cũng là tính đàn ông nữa. Ví dụ để tự giác làm thì không có sao đâu. Mà ví dụ, em thấy cái nhà dơ quá đi. Em kêu bà ơi cầm cái chổi quét nhà đi, là hộ cái chổi bà vô em luôn đó. Xong rồi cái giọng như nè, trời ơi đi mà muốn sập cái nhà luôn á, lên lầu không làm luôn kêu, dạ, không làm luôn, chỉ không cần mà kêu luôn. Đi nhẹ lại thôi là thấy cảnh luôn. Dạ. Bình thường á, ví dụ như em thấy đi, em sắp xếp hết tất cả mọi thứ, em làm giống như là chờ em gom từng một hộp bụi một luôn, nhưng mà đến khi em làm biến lên rồi á mà kêu bà ơi quét nhà đi, hay bà ơi lau nhà đi, có mơ không có chuyện đó đâu nha. Sếp vô cái tính gì ta? Tính bị quạo, tính nóng bị kỳ tính hả? Dạ. Cần ha, cọc cần. Dạ, nóng tính, nóng sản. Dạ nóng tính đúng rồi đó. Còn gì không nè, nữ công gia chánh may giá tiêu thùa. Trời biết nấu ăn, biết biết làm gì. Cái đó là thôi ăn được kêu tuyệt đối luôn. Cái gì dạ. Nhà không, bây giờ bây giờ hơi nấu rồi. Mà ngày xưa á, em nhớ thời gian lúc đầu em quen á, là có một cái món mà tới 9 năm nay chưa giờ em ăn lại món luôn. Món ngon lắm á chồng. Trời ơi em sợ mà giống như món đó, giống như mấy món kinh dị vậy đó. Là trời ơi, em lên mạng em học đàng hoàng chứ bộ mình cũng muốn chăm sóc người mình yêu như thế nào. Tại vì hồi nhỏ giờ mẹ em toàn nấu cho em ăn không à, có mình em mà cưng lắm. Món canh cà trứng. Em ăn một lần là anh tin ông là một cái vị đó là có nhiều trứng là cho vô hết luôn á. À, vậy là canh trứng rồi. Đâu trứng gì không cả. Đúc trứng. Một cái nồi vậy nè, có hai đứa ăn vào một cái nồi. Trời ơi em ăn mà ăn cả ngày cái nồi đó mà tới giờ em không dám ăn lại luôn. Bây giờ là nấu ngon rồi, lần nấu là coi như là good rồi. Còn cái gì nữa? Cái lộn thì bạn này là giống như độc rác, còn em thì em im lặng em ngồi em nghe. Là xong rồi cái em đi chỗ khác, coi như mình có muốn dừng cái câu chuyện đó ở đó đi. Mình không muốn tranh luận nữa. Thì em đi chỗ khác thì cái hồi bạn không thấy em, cái bạn gọi điện bạn nói nữa. Nói nữa. Dạ. Là tới khi nào mà cảm thấy là hài lòng rồi thôi. Cảm thấy là trời cúp máy khóa máy luôn xong. Dừng em khóa máy luôn đó em. Vô phòng ở một mình luôn, để em ở ngoài luôn. Em đập cửa phòng. Vậy xong ở ngoài luôn. Dạ. Xong rồi cái trả lời lại em là nói thôi bây giờ để cho chồng ngủ đi, vợ đừng nói nữa. Xong đập cửa phòng luôn, xong hồi mở cửa cho em vô. Không có giận nhau quá ngày luôn. À. Dạ. Thôi vậy là được rồi. Mà bị nhây đó. Nói dạ, đúng rồi đó. Nhây đó. Dạ đúng, nói, chính xác. Nó không sẵn nói nhây. Đó là hai tính xấu của cô này. Dạ. À. Còn anh này thì sao nè? Tới em đó Vân. Trời ơi, chồng em không có tính xấu. Không, em cũng có rất là nóng. Chỉ có là nóng tính với lại kỹ tính khó tính thôi. Thì nhưng mà nóng tính thì mỗi lần kia dạ, nhau lắm thì ơi. Chồng em không có tính xấu, nó kể một hồi là chồng nhiều lắm. Nóng tính. Ba cái. Ủa nhưng mà em nghĩ mấy nóng đứa tính này. Nóng tính là kỹ tính nè. Khó tính. Dạ đúng đó rồi. Là ba cái. Đâu ví dụ như bây giờ nè, cái khó tính là cái gì nè? Dạ khó tính trong công việc. À. Ôi công việc em khó lắm, công việc là trời em khóc trong phòng thu hoài luôn. Ôi, bình thường trong cuộc sống thì em lại không có cái tính đó nha, nhưng mà khi mà đụng tới công việc cái hồi là trời ơi, em khó tính lắm luôn á, em dễ quạo lắm. Ừ. Dạ. Rồi còn kỹ tính thì sao? Kỹ tính cũng trong công việc luôn. Nói chung là cái cuộc sống ở ngoài bình thường anh Phong, em muốn làm gì làm dễ lắm, không sao hết trơn á. Ừ. Còn mà đụng tới công việc thì lại rất là khó với em là... nhiều kỹ nha. Đồ em mặc nấy, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc. Đó. Rồi á, đồ diễn em cũng dạy chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ, thiết kế đồ, đưa mẫu cho người ta luôn, để thiết kế cho em luôn. Bạn này bạn tốt bôi, cái gu của bạn ấy không phải là trên sân khấu.
đó là lên sân khấu, mà trong khi đó khán giả ở mình đi tỉnh nhiều, khán giả ở tỉnh thì họ lại không phải lấp lánh chim sao học vậy đó, mà mặc đồ mà ai chê bầu xô chê là gọi điện em mà chửi em không à, rồi coi như là tất cả những cái chương trình gì mà bạn ấy tự lựa đồ á, là coi như là em coi như là fail xong hết, mà về là em là em bị sai quá hết. Sai đó, em sợ quá thôi, bây giờ tự em cái đó là em ôm luôn. Rồi bây giờ là em là hiện tại là manager nè, stylist nè, viết nhạc, tài xế, bấm đĩa, Oxin, rồi Oxin, rồi nói bà chung là chỗ hồi tại hồi là em bà vú ở nhà bà vú chăm đó. Vậy ở nhà nấu cơm em ăn luôn, nấu cơm rất là ngon, nấu rồi ăn rất là ngon luôn. Tại vì sao khó tính quá tự nấu đi chứ giờ sao giờ hai đứa con bé chưa? Dạ chưa. Rồi mai mốt đi đây rồi là ông vú luôn đó. Dạ. Như là lo luôn hai đứa luôn đó. Có mong muốn chồng thay đổi gì không, có bớt kỹ hay bớt khó hay là bớt nóng không? Dạ không, chồng em tốt lắm, y chì vậy luôn phải không? Dạ đàng hoàng lắm. Tại vì bây giờ thay đổi mai mốt sao làm bà vú cho con mình. Dạ đúng rồi. Trời, còn em có muốn bạn này thay đổi gì không? Riêng em thì em muốn bạn này sao chồng coi cho được nha chồng. Uy hiếp quá, ở đây em không biết tối có phòng ở lại không. Sao phòng em thấy lo. Không nói chứ thực ra bạn này đối với em là rất good rồi, còn duy nhất một cái vấn đề thôi là bạn ấy không biết tự trưng diện với mua sắm cho bản thân. Rồi em kêu là thôi bà đi shopping đi, bà đi mua đồ đi, mà 10 lần đi là mua đồ cho em không à. Okay. Em chỉ mong là sau này bạn đi mua nên biết chăm sóc cho bản thân mình. Ê, đi đâu á cần hôm nay vợ mặc đồ gì vậy chồng, thôi bà tự kiếm đi. Dạ đúng rồi, em đi đâu như bây giờ em bị quen rồi đó. Thôi em đi đâu em cũng hỏi là ủa dòng giờ vợ mặc đồ gì vậy, em đi ra ngoài đi ăn em cũng hỏi, em đi gặp ai em cũng hỏi là chị hôm nay mặc đồ gì cho nó hợp. Chứ rồi nó giống như thành một cái thói quen vậy. Em mong muốn là bạn này tự luôn á hả? Dạ. Sao tự được, tự rồi xong bị fail nữa. Thì nói tóm lại là cố gắng là những cái đồ mà về diễn thì em phải làm stylist là em phải chịu thôi. Phong muốn em phải mạnh mẽ, có những lúc á mà mình phải tự quyết định mọi thứ chứ dạ. Không là mình cứ có thói quen mà để người khác quyết định cho mình rất là nguy hiểm. Không, ngày xưa em mạnh mẽ lắm nha. Lúc mà hai tụi em lúc mà khổ á, mà em không biết sao càng ngày giống như là bị thay đổi năng lượng vậy đó. Em lật qua hết cho anh Phong, còn anh Phong bây giờ là giống như bù đắp lại hết cho em luôn. Vậy là thôi bắt đầu từ bữa nay đổi đi 50-50 nghe em. 50-50 trở lại như vậy. Nghe. Ok. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến. Rồi dạ.